Đây là cái homestay ở Cù Mâm Xôi Lớn ở Hoàng Su Phì và ở xã Nậm Hoàng, kế bên xã Nậm Hồng. Một cảnh tượng mình không có thể nào mà dùng cái từ gì để diễn tả được cái buổi sáng ngày hôm nay. Đó, xa xa là những nhà, bên kia là cũng là những cái ruộng nương tầng ở trên núi giống như vậy. Và hồi tối hôm qua có một chút mưa, sáng nay vừa có mây vừa có không khí hơi mang mát, quá xá là đẹp. Một cái thửa ruộng bậc thang giống như vậy là cỡ khoảng 12 gia đình, hầu hết là giống như một gia đình đó, là sẽ là một vòng đó, ở trong đây là 12. Thì mình nhìn á, mình thấy có những cái nhà nhỏ nhỏ giống như vậy nè, là để cho khi mà tới mùa đông đó, người ta gặt lúa rồi thì người ta sẽ để lúa ở cái rơm á, rạ để đó để dành cho trâu ăn qua mùa đông. Tại có tới mùa đông á, có nhiều năm á, nó cũng hơi rét, thì những cái cỏ này, những cái cỏ ở đây nó sẽ bị chết, thì người ta phải chuẩn bị lúa để cái rơm để đó để cho những con bò nó ăn. Rất là đẹp, rất là đẹp. Cũng nhân tiện đây cũng cảm ơn luôn Vivu Travel đã cho mình trải nghiệm những cái cảnh rất là đẹp như vậy. Quá xá là đẹp, quá xá là đẹp bà con ơi. Cái trên đây á, nó tương đối là nó hơi lạnh, thành ra đó là giờ này lúa chưa có chín, chứ cỡ khoảng chừng 2 tuần nữa thì nó sẽ vàng hết, người ta phải gặt nó đi.